dám động vào nó. Ắt bị trừng phạt. Giang sơn cấm phúc, há để cường đạo dây xéo. Để ta xem ngựa đích lôi chạy nhanh hay chân của bổn cô nương bắn nhanh. Nam nhi dương cung xạ nguyệt trong tuổi xa trường, hả chẳng vui sao? Sẽ dám động vào ta, ắt bị trừng phạt. Giang sơn cấm phúc, há để cường đạo dây xéo. Lôi hỏa vô tình, kiếm sắc nhọn, càng không thể nương tay. Một đôi vũ điện nghe lệnh, xem ta nhất kiếm lan vân. Cứu được một người, đào cứu cả thiên hạ. Hãy cẩn thận, thuốc đắng giả tật. Nghe ta đàn một khúc lưu thủy, được không? Vũ đê duyên liễu, lầu tâm nghiệp, ca tận đào hoa, phiến để. Cho dù phong ba bão táp cũng không cản được bước chân ta. Chàng có nghe tiếng nghe hoa đang nở không? Một đôi vũ điện nghe lệnh, xem ta nhất kiếm lan vân. Kẻ dám động vào ta, ắt bị trừng phạt. Giang sơn cấm phúc, há để cường đạo dây xéo. Cứu được một người, đào cứu cả thiên hạ. Hãy cẩn thận, thuốc đắng giả tật. Kẻ dám động vào ta, ắt bị trừng phạt. Để ta xem nửa đích lôi chạy nhanh hay tên của bổn cô nương bắn nhanh. Giang sơn cấm phúc, há để cường đạo dây xéo. Thử cảm giác, lao đổ như thế nào.
đó nữa. Nơi này gọi là Bồ Gia Thôn. Ngươi là người từ nơi nào đến đây vậy? Ngươi có thể giúp ta một việc, giúp vào theo dõi nhiệm vụ sẽ có thể tự động tìm đường. Ta rất thích đến rừng hoa. Hôn trưởng Gia Gia nói thanh vũ khí này, tất cả trang bị và đạo cụ mới. Sau khi nhận, bạn đã nhận được trang bị mới. Hãy mặc thử. Nhấp vào trang bị. Lần này Bồ Nha sẽ vui là phải. Lão đây chính là yêu nghĩa cả. Những thôn dân này, đám tiểu yêu người hãy đến phía. Thuốc vẫn chưa bằng. Đúng vậy. Còn nhớ ngày hôm đó. Hồ ly thật. Tôn đạo trưởng quả nhiên nói không sai. May nhờ đạo trưởng có cách mới khiến được con yêu quái này hiện trong nguyên hình. Nhưng may nhờ đạo trưởng thùng linh châu của đợi đạo trưởng diệt. Bình hồ sơ. Người khéo tay nhất. Bạn đã học được kỹ năng mới. Hãy giúp mở giao diện kỹ năng để xem.
bức tranh này. Gói đồ. Suối quẩy, suối quẩy. Ai mà ngờ bức tranh mà ngươi muốn ở trong gói.